Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, Crazy Craft. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến khám phá ở dưới thế giới kiến và nhặt được rất là nhiều món đồ xịn sò luôn. Chẳng hạn như là một set đồ của nữ hoàng, một trái táo, nhưng mà trái táo này á được enchant dòng gia tài 2 và không dùng để ăn nha các bạn. Và công dụng của nó thì mình sẽ mang lại một khu trống trống đi, rồi mình sẽ cho các bạn xem nhá. Và ở đây có cái lucky block nè mà mình chưa có đập, để giờ mình sẽ đập trước nha. Kim cương. Ui, nó ra đĩa nhạc. Ở đây có bài đĩa nhạc. Tạm thời thì mình sẽ cất đi, rồi khi nào rảnh thì mình sẽ bắt đầu mở ra cho các bạn xem nhá. Ui, đằng kia có con Manstead kìa. Kệ nó. Mình sẽ lại cái khu chấm chống chẳng hạn như ở bên đây đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu sử dụng nhá. Và tốt nhất nên dùng cái trái táo này ở một nơi thiệt là xa cái nhà mình, vì khi mà mình sử dụng thì nó sẽ bùm phát. Nó tạo ra nguyên một cái cây siêu to khổng lồ luôn. Chuẩn bị cho các bạn xem cái mức độ sợ của cái cây nè. Wow, nó to thực sự luôn các bạn ơi. Đây là những cái cây giống như ở dưới thế giới kiến nâu mà cực kỳ giật lát á. Đây là lý do mà thế giới kiến nâu nó hơi lát là phải rồi nè. Cây gì mà to dữ dằn không biết nữa. Ui, nó to chưa kìa. Nếu được á thì mình sẽ cố gắng thắp sáng hết cái khu vực này á, rồi sau đó dọn đồ lên đây. Mình sẽ cho nguyên một ngôi làng lên đây sống cũng được nữa, tại vì nó cực kỳ bự luôn á. Kìa, mình xây tuốt ở đằng kia mà cái tán lá nó dày gần tới cái nhà của mình đang ở luôn á. Thế nên mình mới chọn một cái khu vực thiệt là xa. Và đằng này có con ma xích nào để mình sẽ giết nó luôn đi, cho nó đừng có bay, rồi lâu lâu nó lại nó cà khịa mình thì toan á. Mình sẽ cà khịa nó thay vì để nó cà khịa mình. Rồi, và nó sẽ rơi ra một ít viên kim cương. Mình chỉ nhặt kim cương thôi, chứ mấy thứ kia thì mình sẽ hạn chế nhặt đi, tại vì hầu hết mình đã có hết rồi. Đây, như titanium, hạt vàng này mình sẽ vứt được nè. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ trở về nhà. Và mình đã chuẩn bị những cái miner cream ở những tập trước rồi á. Và mình đã cho vô trong cái ba lô rồi nè. Để bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái khu vực đào mỏ để mình đi mai một hôm nhá. Và việc đi mai thì tốt nhất mình phải có một cây cúp xịn. Và cây cúp của mình sau khi qua tay mấy cái tên cướp bụng bự thì nó đã mất hết dòng enchant rồi. Để bây giờ mình sẽ đi xuống cái phòng enchant của mình, cường hóa nó lên một xíu, rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi mai nhá. Chủ yếu là mình cần cái dòng hiệu suất thôi, để mình có thể đào nhanh hơn, cũng như là cái dòng gia tài á, để đào những cái quặng giống như là kim cương thì nó sẽ ra thiệt là nhiều cho mình. Gia tài phải giảm cái này xuống mới được. Nó vậy mới đủ nè, mình sẽ enchant được hai dòng thôi. Riêng dòng dòng hỏng thì khi nào mình có thêm kinh nghiệm á thì mình sẽ enchant tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm thời để những cái thứ này vào bên trong ba lô. Đó, mấy cái đĩa nhạc rồi nè. Tự nhiên ra đĩa nhạc làm gì không biết nữa. Không biết trong đây đĩa nhạc có dùng để chế tạo gì không ta? Nó chỉ dùng để nung, để ra mấy cái bột gì á, nên thôi mình sẽ cắt vô luôn đi. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ trở lại với công việc chính là đi mai nhá. Mục tiêu của mình á là farm đủ khoảng 30 cái khối phóng xạ. Ở nhà thì mình đã có ở đâu rồi? À đây, ở nhà thì mình đã có được 13 cái khối phóng xạ rồi. Thế nên bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới đào khoảng 17 khối nữa thôi thì chúng ta sẽ trở về nhà nhá. Và với cái số lượng miner cream nhiều như vậy thì mình tin chắc rằng á việc tìm 17 khối phóng xạ nữa sẽ không quá khó khăn đâu. Hôm trước mình đã đi đường thẳng được một đoạn rồi và không biết có bỏ sót cái khối nhiễm phóng xạ nữa không nữa. Để bây giờ mình sẽ tìm lại nha. Và trên nóc nó có mấy cái khối Lightning Stone nè. Đây cũng là thứ mà mình cũng rất là cần nên mình sẽ gặp và farm luôn nha. Đây, ở đây có một nè. Hai, đào nhanh nha các bạn, để không thôi nhiễm phóng xạ chết queo á. Mình mặc đồ siêu nhân nên nó ít mất máu, chứ không thôi là nó mất nhiều dữ lắm luôn. Ở đây khói nữa nè. Chuẩn bị nè, cắt vô liền. Đó. Hai khối phóng nhiễm phóng xạ đầu tiên. Ở đây coi còn không. Nhìn kỹ á để không hồi bỏ sót á. Hướng này có vẻ là hết rồi. Úi, mình nghe tiếng của pho tượng. Không ra mình nhịn pho tượng nhiều lắm rồi nha, mình gặp mình không dám đụng vô á, chứ giờ ha mình quạo quạo lên mình quýnh thiệt. Tại vì pho tượng quýnh, không phải quýnh đau các bạn ơi, mà pho tượng di chuyển rất là nhanh luôn á, mình rất là khó để đụng vào. Thế nên tốt nhất là không nên đụng vô cái pho tượng làm gì chi cho chút quả vào thân hết. Rồi, vứt cái khối này vô trong nè, Lightning Stone, lụm và lấy luôn. Rồi, hướng này cũng có Lightning Stone nữa. Và không biết mình có bỏ sót kim cương không ta? Nè, ở đây là
À, kim cương giả, trời ơi. Vậy là trong hang mình toàn là kim cương giả thôi, chứ kim cương thiệt là mình đào gì hết rồi. À, đằng này có mấy cái khói này. Mà thôi đi, khói này tốt nhất chúng ta không nên đụng vô nha. Đụng vô sẽ dính một cái lời nguyền làm chậm nè, cũng như là bị trúng độc các kiểu nữa. Rất là nguy hiểm luôn á, nó còn dữ dằn hơn cái khói nhiễm phóng xạ nữa cơ. Ừ, không ra đi thẳng rồi nên hôm nay mình sẽ đổi gió đi ngang bữa coi coi có đổi giận không. Coi nào, hướng này thì kim cương. Yeah, kim cương thiệt đó nha. Coi được bao nhiêu viên nào. Được 10 rồi. Wow, 11 viên. Nhiều thiệt sự luôn. Ủa, và gì đấy? Kim cương thiệt. Và phía sau khối kim cương này. Ủa, có chim bay hả? Có phải cái son hô không? Có rương. À, chim bay. Dơm bay nè, đập cái gãy chân luôn. Và trong cái rương này, chưa, để mình đập cái này ra trước cái đã. Ồ, mình nhớ rồi, đây là cái loại công trình mà đợt trước mình gặp một lần rồi nè. Bên trong nó có một viên kim cương, một ít cái cục than, hắc diệm thạch nè, một bé cừu. Bé cừu thì mình sẽ lấy về chơi thôi, chứ thật ra bây giờ mình cũng không cần sự trợ giúp của mấy bé bé cho lắm á. Ở gặp mấy cái này là mình cứ bị nhầm lẫn là tới cái stronghold á, làm mừng hụt mấy lần luôn á. Kỳ cục kẹo à. Thôi giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chính là đào khoáng sản nhá. Ở đây có quặng kim cương tiếp nè, và redstone nữa ta. Mình sẽ đào thêm một ít nữa đi, tại vì hổm rày mình sử dụng redstone cực kỳ nhiều luôn á, mà mình không đào về thì sắp tới còn đâu mà dùng, đúng không? Và cạnh đây còn có là kim cương. Ui, mới dùng có một cái miner cream thôi mà mình đã đào được 40 viên kim cương, và số lượng đang ngày càng. Ê chết. Ui, mình đào trúng quặng kim cương giả rồi. Ui, không để ý cái nó tạo ra nguyên một đàn kiến đỏ kìa, thấy không? Nguy hiểm ghê luôn á. Đây là quặng kim cương thiệt nè. Đó. Và mình được 48 viên kim cương với một cái miner cream đầu tiên. Tuyệt vời, tuyệt vời. Giờ thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái miner cream nha. Cái đạn kiến này đừng để mình quạo lên. Mình sẽ bắn nè. Kiến 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 đỏ nè, dám chống hả? Mặc dù mình biết chỉ cần một hit kiếm của mình thôi là chết, nhưng mà mình thích dùng cung bắn hơn. Cảm giác con kiến nó bị bắn cái bay lên đó. Nhìn vui mắt cực luôn á. Kiến nè, nhỏ nhỏ mà sung. Lại đây nữa đi. Nó có quá trời kinh nghiệm luôn nè. Còn đây nữa không? Giết kiến, giết kiến. Nhìn, nhìn nhiều rồi. Giờ thì không biết chạy đi chứ. Lì lì lì. Lì nè. Lâu lâu rảnh rảnh rồi nghịch mấy con kiến cũng vui lắm các bạn ơi. Và biết trong góc này còn một viên kim cương mình chưa có đào nè. Để giờ mình sẽ đào về luôn. Đây là cái khối dính lời nguyền nên thôi không lụm về đâu. Phía trước mình là Lightning Stone. Sắt. Ruby. Ruby rất là giống với redstone luôn nhé. Nhìn ông kỹ là sẽ rất là dễ bị nhầm luôn. Rồi giờ thì tiếp tục dùng Miner Dream nè. Lần này là kim cương nữa. Trời ơi, mình chủ yếu là tìm cái khối phóng xạ thôi á, mà đào được quá trời kim cương 52 viên rồi đó. Ở trên đây tiếp tục là kim cương nữa. Nhiều thiệt sự luôn á. Coi nào, cái này là khối phóng xạ nè. Chủ yếu là mình cần cái loại màu xanh lá cây nhạt này thôi. Còn loại màu xanh nước biển nhạt này thì mình chưa có cần đến á. Nhưng mà cứ lấy về trước đi. Rồi khi nào cần thì mình chỉ mang ra và dùng thôi. Thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Đây lại là kim cương nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử tìm coi với hồi nãy là mình đem 10 cái Miner Cream ra đúng không ta? Với 10 cái Miner Cream á, thì mình sẽ đào được bao nhiêu viên kim cương nhá. Để coi coi mình sẽ so sánh với mấy lần trước á, coi như thế nào. Tại vì cái này nó cũng hên xui dữ lắm luôn ấy. Đây nè. À không, cái này là khối kim cương giả. Đây mới là kim cương thiệt nè. Ồ, đúng là có gia tài ba kết hợp với Miner Cream á, đi mai thích thiệt luôn á, tìm được quá trời kim cương và những loại khoáng sản khác. Khi nào mình cần thì mình chỉ xuống đây lựa và mang về thôi, cực kỳ dễ luôn. Ủa sao không gặp cái khối phóng xạ hết vậy? Cần có phóng xạ hơn cơ. Nãy giờ được bao nhiêu rồi? 6 rồi. Khá là ít đó nha. Đây tiếp tục là kim cương nè, mình sẽ đào về. Được 25 viên rồi. 31 viên luôn chứ. Trời ơi, mới 4 cái thôi đã tìm được gần một stack gữ kim cương rồi đó. Lại là kim cương nữa. Ôi, có vàng nè. Ôi, tại vì dưới hang á, thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn có tỷ lệ gặp được những cái khối khoáng sản như là vàng, kim cương và emerald. Nên thế nên gặp thì cứ mang về thôi, đỡ phải nung nấu ra chi cho mệt hết. Phía trên nóc thì có ruby, cạnh đây thì có lightning stone, và lại là khối vàng kìa. Cái này là kim cương nữa.
Trời ơi, gần 2 stack rồi đó. Cho nhiều nhiều khối phóng xạ đi, kim cương thì cho ít lại cũng được nữa. Ui, không có khối phóng xạ nữa. Cái này là kim cương giả, cái này là sapphire và lưu ly. Cái này là hắc diệm thạch. Ôi kìa, tỷ lệ gặp mấy cái khối phóng xạ tính ra nó còn thấp hơn kim cương á các bạn ơi. Gặp quá trời kim cương mà khối phóng xạ chả thấy đâu hết trơn á. Bó tay luôn, trong hang thì sao? Trong hang cũng không gặp luôn. Không biết có cách nào để mình pha mấy cái khói nhiễm phóng xạ dễ hơn không nhờ. Chứ đi mai kiểu vậy thì mình thấy hơi khó để gặp được cái khói nhiễm phóng xạ á. Ở đây còn khói Lightning Stone nè, để lấy về luôn. Hình như đây tiếp tục là cái chỗ hồi nãy nè, giống như hồi nãy á, có con zombie ở bên trong á. Chứ không phải tròn ngầu đâu, nhiều khi mình gặp mấy cái này mình cứ mừng ngột thôi. Đây, zombie nè. Hello, đó, zombie này thì chống chống. Bên trong này có một bé gas. Wow, xịn dữ vậy. Nhưng mà bé gas ăn bột quy lửa hơi mắc á nha. Nên thôi, chỉ mang về để sưu tầm. Chứ thật ra mình không có dám nuôi bé đâu. Tại vì mấy bé bé này ăn dữ lắm luôn ấy. Rồi, ồ đây, đây, đây. Khối nhiễm phóng xạ. Nãy giờ mới đào được có 7 khối mà gần được 2 stack kim cương rồi kìa. Quá dữ, quá dữ. Tiếp tục là kim cương ở đây. Và đây còn gì không? Trong hang thì cũng không có gì hết. À, trong hang có nè. Có quặng kim cương. Hình như kim cương trong Crazy Craft nó rất là nhiều luôn á. Còn mấy cái loại hiếm như là quặng phóng xạ thì hơi bị ít luôn. Trời ơi, không biết có thế giới nào dẫn đến chỗ toàn là mấy khói nhiễm phóng xạ không ta. Mình mà gặp thế giới đó chắc mình ở đó cả ngày để đào mấy khói phóng xạ về để sử dụng trong việc chế tạo đó. Ui, mới đây mất anh viên kim cương rồi. Mặc dù nhiều kim cương nhưng mà cảm giác khi mà mình đào kim cương á, nó lọt xuống lava thì cực kỳ buồn luôn á. Nhưng mà thôi đi, dù sao mình cũng mang về được rất là nhiều rồi mà. À, và giờ thì mình sẽ tiếp tục sử dụng nốt ba cái Miner Cream cuối cùng nha. Ui, phía trên. À, phía trên lại là chỗ của con zombie nè. Hello. Rồi, ở đây có một bé giường. Trời ơi, bé bé bằng cái giường luôn á. Bé bằng giường cho mình cái gì nào? Ăn len hả? Kỹ năng đặc biệt là ngủ. Ngủ cũng là một kỹ năng đặc biệt cho các bạn. Xịn đấy, xịn đấy. Rồi, giờ thì tiếp tục khai thác những cái khói nhiễm phóng xạ thôi. Nãy giờ thì mình được tổng cộng là 9 khói rồi. Trời ơi, 9 khói không biết chừng nào mới đủ. 17 khói nữa. Ở nhà mình có 13 khói thôi hà. Tiếp tục là tròn block, tròn block. Không có kim cương ta. Kim cương, ừ đúng rồi nè, cái này kim cương thiệt nè. Đó. Rồi lấy tiếp. Mình còn có hai cái thôi, không biết với hai cái này mình có đủ để tìm không nữa. Đây lại là khói vàng nè. Trời ơi, tính ra chế tạo cái khói ở bộ giáp sinh hồn trong ngày hôm nay á còn khó hơn bộ giáp của Superman á, tại vì Superman mình đi mai có một xíu là đủ đồ à. Còn cái bộ giáp sinh hồn hôm nay thì nó hơi khó. Nhưng thôi, với công sức mình bỏ ra thì hy vọng rằng nó sẽ mang lại những cái hiệu ứng thiệt là tốt cũng như là sức mạnh thiệt là dữ cho mình nhá. Rồi, và cái Miner Cream cuối cùng này sẽ cho mình một ít cái khói kim cương ở trên đầu. Đằng trước cũng là mất rồi. À đây đây đây. Đây, cái này là cái thứ mấy đây nè? Là cái thứ 10 đó nha. Rồi, mình đã sử dụng hết 10 cái Miner Cream đầu tiên. Bây giờ mình sẽ moi ra 16 cái Miner Cream kế tiếp nữa. Và hy vọng rằng mình có thể mang về đủ những cái khói nhiễm phóng xạ. Chưa hết mấy cái này mình không biết làm sao để đi mai tiếp luôn á. Trời ơi. Rồi, ở đây có kim cương thì mình sẽ tiếp tục lấy thôi. Và ở đây lại là kim cương đó nè. Ủa sao nhiều kim cương vậy ta? Mình không cần nhiều kim cương đến vậy đâu. Trời ơi. Bỏ tay luôn á. Thôi kệ đi, có đỡ hơn không. Rồi lấy tạm nha. Rồi làm ơn cho thêm khói nhiễm phóng xạ đi, chứ đừng cho nhiều kim cương vậy. Trời ơi, biết người ta thích kim cương thôi, nhưng mà đừng cho nhiều quá chứ. Đây là khói tròn. Nè, khói tròn kế khói kim cương luôn. Đồ giả mà dám đứng kế đồ thiệt. Không hiểu sao luôn á. Thôi mình chỉ lấy đồ thiệt về thôi. Và phía trước mình đó lại là khối nhiễm phóng xạ nè. Yêu cầu mỗi cái cho mình một cái khối nhiễm phóng xạ thôi cũng được là mình vui rồi, chứ không nhất thiết là cho một chỗ có quá trời đâu. Một cái Mano Rim cho mình một cái nhiễm phóng xạ thôi cũng được.
Nó, các bạn thấy chưa, khối kim cương, cái kim cương trong đây á cực kỳ dễ tìm luôn á. Lúc đầu mình tìm thấy hơi chông gai thôi, nhưng mà cho đến khi mình chế tạo được những cái miner cream thì tìm nó không hề khó tí nào luôn. Rồi, mình đã có được 12 rồi nè. Lightning Stone lượm về, kim cương lượm về luôn. Nãy giờ coi kìa, để tổng kết hết chuyến này á, coi coi mình được bao nhiêu viên nhá, đố các bạn luôn đó. Mình thì đốn tầm 6 đến 7 stack ấy, không đùa đâu, tại vì mình còn tới 13 cái miner cream lận. Rồi, tiếp tục sử dụng nè. Khói vàng, khói kim cương. Ok, lượm gì luôn đi, bỏ ổn. Có thể nào cho ít kim cương hơn được không? Tăng tỷ lệ kia lên đi. Trời ơi, cầu xin luôn á. Nãy giờ đào được 12 cái khối những món xạ thôi à, mà được quá trời kim cương rồi nè, kể cả khói cũng như là ha những viên luôn á. Trời, bó tay chấm cơm luôn. Và đường này thì không có cái khối những món xạ nào luôn á. Chắc bây giờ mình sẽ hạn chế đào kim cương đi, chứ đào kim cương hoài không biết chừng nào mới tìm ra mấy khối những món xạ. Đây nè, có nè. Rồi, lấy khối những món xạ về được bao nhiêu rồi? Được 14 rồi nha, gần đủ rồi đó. Cái này nữa là 15. Yay. Và tìm thêm hai khối nữa thôi thì chúng ta có thể trở về nhà rồi. Cố lên, cố lên. Ở đây coi có không. Mình sẽ lướt qua kim cương luôn. Giờ nhiều kim cương lắm rồi, thành rich kid rồi. Tiếp tục nè. Kim cương, ủa. Có nhiễm phóng xạ, có nhiễm phóng xạ, xuất hiện đi. Trời ơi, có nhiễm phóng xạ, đây rồi, đây rồi. Một khối nữa thôi, chỉ cần một khối nữa thôi. Cố lên, cố lên. Đây, bốn khối luôn. Wow, cầu một mà ra bốn là quá dữ. Rồi, mình sẽ lượm hết mang về và cất vô trong ba lô để tránh bị mất máu. Và mình còn 7 cái á, thế nên bây giờ mình sẽ dùng hết mấy cái Miner Cream đi. Để bỏ mang về thì nó cũng ổn lắm. Coi nào, hướng này coi có cái có những bóng xạ nào không. Có vẻ là gần hết rồi. Kỳ ta, tìm mấy khối đó ở à, đây nè. Tìm mấy khối này nó tỷ lệ hơi hấp á các bạn. Thế nên mình phải chịu khó sử dụng thật là nhiều Miner Cream thì mới có đủ để mang về và chế tạo đồ cơ. Lại cho kim cương nữa, trời ơi. Bố tài luôn á. Thôi, giờ thì dù sao mình cũng đã đủ rồi. Và phía trên đầu mình là một vùng đất băng giá gì nè. Nãy giờ đi mình không để ý trên đầu á. Ồ, đi được một đoạn nó xa lắc xa lơ luôn, thôi về nhà thôi, để ông hồi một hồi hết về luôn á. Và nãy giờ mình đi mai được kha khá những cái loại khoáng sản giống như vậy rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nung ra nhá. Mình sẽ lấy Lightning Stone đem ra nung nè, để một tí mình còn sử dụng trong việc chế tạo. Và đầu tiên mình cần phải làm cái bàn này thì mình cần phải có một cái màn hình máy tính trước. Công thức của nó thì mình cần phải có những cái sợi dây. Ok, để bây giờ mình sẽ làm mấy sợi dây trước đi. Công thức của nó hình như cần tấm kính thì phải á. Để bây giờ mình sẽ đổi ra tấm kính trước nè. Ngang một cái, dọc một cái. Và mình cần phải nung mấy cái màu ra nữa. Hôm trước mình nhớ là mình có nung một cái màu xanh lá cây rồi mà ta. Hình như hết rồi, để giờ mình hái xương rồng vô trong mình nung ra mới được. Tại vì xương rồng á thì chúng ta có thể sử dụng trong việc làm bột nhuộm cơ. Đây mình sẽ nung một ít cái xương rồng ra nữa. Còn cái chỗ nào trống không để mình nung xương rồng ra cái. Chỉ cần một cái màu thôi. Và một cái bột nhuộm màu đỏ nữa. Và kết hợp với một cái bột nhựa màu xanh từ Luli là chúng ta đã có thể chế tạo ra một cái khối một cái tấm kính chứ, một cái tấm kính ba màu. Coi coi nung xong chưa nè. Nung rồi, có được bột nhuộm này rồi. Đổi bột nhuộm đỏ ra và Luli nữa là đủ. Luli ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ cho vô bàn chế tạo. Đặt theo công thức là để mình nhớ coi không biết có chính xác không nữa. Tạm thời là như vậy. Nhưng mà mình lại thiếu cái tấm kính rồi. Đây mình sẽ làm ra một ít tấm kính nữa. Tấm kính mình nhớ là hình như ở trên nè. Rồi bột nhuộm xanh, xanh lá cây màu đỏ. Đúng luôn, đúng luôn. Từ từ mình đã bắt đầu bớt nếp rồi. Cái tiếp thì mình cần phải cho thêm cái này ở giữa nè. Dọc ở trên, ngang ở dưới. À, còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là sắt đen cơ. Sắt đầy đầy, sắt đen đầy. Rồi, giờ thì đủ rồi nha. Mình sẽ để ngang ở dưới, dọc ở trên, kính ba màu ở giữa, sắt đen hai bên. Nó vậy là mình đã làm được một cái màn hình rồi. Giờ thì mình chỉ cần kết hợp với Blacklight hả? Blacklight để mình nhớ công thức luôn coi. Nếu mình nhớ không lầm á thì cần phải có Lightning Stone nè và Tungsten ở đây, cần ba cái thôi. Đó, mình sẽ chế tạo theo công thức là Tungsten ở dưới, Lightning Stone ở trên và
Cần tấm kính hay sắt đan ta? Hình như tấm kính thì phải. Đúng rồi, tấm kính luôn. Vậy là mình sẽ cho vô hết vào trong đây. Vẫn còn thiếu mấy cái tấm kính kìa. Coi coi mình còn thủy tinh không cái đã. Đây còn một ít nè. May mà mình có nấu sẵn trong thời gian giữa hai tập, để không thôi giờ không có cái mà dùng. Rồi giờ thì mình sẽ đổi ra thêm một lần và đặt lại công thức cũ giống như vậy. Nói vậy là mình đã đủ những cái thứ cần thiết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo cái màn hình máy tính nha. Màn hình máy tính đúng không? Sắt đen ở trên, màn hình ở giữa và black light ở phía dưới giống như vậy. Rồi, vậy là mình đã có được cái khó nhất rồi. Kế tiếp á, thì mình cần phải chế tạo thêm những cái hai tác electronic này. Công thức của nó thì mình cần phải có electronic trước nè. Mình cần lấy hết ra đi. Rồi cần gì nữa ta? Cần hình như là titanium, đúng rồi, titanium nè, và một cái máy lập đá đỏ. Đặt theo công thức là titanium hình như là ở bốn góc thì phải. Đó, electronic thì cũng ở bốn góc luôn. Theo công thức như vậy. Và cuối cùng là máy lập đá đỏ ở giữa. Vậy là mình đã có thể chế tạo được cái hai tech electronic rồi. Bây giờ mình sẽ lấy lại những thứ này và bắt đầu chế tạo thêm một cái bàn wrapping. Cần có gỗ đúng không? Gỗ thì mình có ở trong này luôn. Và đủ chứ ta? Hình như là đủ đồ rồi đó. Ok, để bây giờ mình sẽ chế tạo luôn nhé. Chế tạo trong cái ba lô của mình, vì nếu mình mang ra ngoài thế nào cũng bị mất máu cho coi ấy. Như cần cái này ở dưới nè. Emerald ở hai bên. Gì nữa ta? Nhớ coi nào, nhớ nhớ nhớ. Cái này mình có cái màn hình đâu rồi? Đây màn hình ở trên nè. Bàn chế tạo hình như ở chính giữa. Ui chết rồi. Mình chưa có cái bàn chế tạo. Đây 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 đây. Để vô lẹ, để vô lẹ. Cần cái gì hai bên ta? Mình nhớ hai bên có cái gì nữa. Ở phía trên là mình biết có cái màn hình rồi nè. Cái màn hình đâu rồi? Đây, cái màn hình ở trên. À, hai cái hai tích electronic, trời ơi, đúng là trí nhớ của nếp mà. Thôi, dù sao á, thì mình cũng đã chế tạo xong cái máy này rồi, tạm thời thì mình sẽ đặt ở đây. Trong thời gian với hai tập thì mình sẽ di dời nó vô bên trong để nhìn cho nó chuyên nghiệp hơn nha. Rồi, và với cái bàn này á, thì mình có thể chế tạo được một bộ giáp siêu anh hùng. Mà phía sau cái ô này các bạn cũng thấy rồi đó, đây là ai? Đó chính là khổng lồ xanh hút đó nha. Và đầu tiên á, thì mình sẽ lấy những cái món đồ Emerald ra trước. Kế tiếp á, thì mình sẽ lấy những cái khói phóng xạ ở trong này ra. Rồi chế tạo lẹ nè, để không hơi mất máu nè. Đầu tiên đó chính là cái nón. Nón con hút hình như là đặt như vậy. Đó. Úi, nhưng mà quên mất, mình còn thiếu nữa. Đúng rồi, chết, nãy giờ mình quên làm những cái dàn pha thuốc. Ấy, tạm thời thì cất vô đây đi. Để chế tạo được thuốc á, thì mình cần phải có một cái dàn pha thuốc các bạn ơi. Quên mất. Dàn pha thuốc đâu rồi? Mình sẽ làm đi. Đầu tiên là mình sẽ lấy hai cái que quỷ lửa kết hợp với cái đá cuội nè. Nó thế là mình đã có thể cho ra cái dàn pha thuốc và mình sẽ đặt tạm ở đây đi. Bên cạnh đó thì mình cần phải làm những cái lọ thủy tinh á, để có thể múc nước được. Lọ thủy tinh thì đơn giản rồi, là theo công thức giống như vậy. Nó cần ba lọ và mình sẽ múc hai lọ nước luôn nhá. Tại vì mà mỗi cái món đồ thì mình chỉ cần có một lọ thuốc thôi à, và trong đây thì cần chỉ có hai món cần lọ thuốc thôi, thế nên á mình chỉ lấy hai cái chai nước thôi nhá, cho nó tiết kiệm. Kế tiếp thì mình sẽ đi lấy búa địa ngục, và búa địa ngục thì chỉ có cách xuống địa ngục thôi à, thế nên bây giờ mình sẽ xuống địa ngục một chuyến để lấy búa địa ngục mang về nhá. Ấy, ui, mới xuống skeleton bắn vô đầu mình. Bị dính hiệu ứng quy đờ rồi kìa. Ê, cái tình luôn á. Không biết chỗ này có cái ấy không ta. Đi qua đây coi. Bên đây. À, mình cũng cần phải có cái bột bột đá phát sáng nhá. Vì bột đá phát sáng á sẽ cho mình cái cấp độ kế tiếp của cái lọ thuốc ấy. Hướng này có con Blaze. Blaze thì không cần đâu. Ủa, đừng nói chỗ này không có mấy cái búa địa ngục nha. Thường thường mấy cái búa địa ngục sẽ ở ngay cái mấy cái khúc cầu hang á. Nè, giống như vậy nè, kiểu như cầu hang đi lên đi xuống thì nó ưa xuất hiện mấy cái chỗ có búa địa ngục lắm. Bên đây không có. Qua đây coi. Ở đây cũng không có luôn, buồn vậy ta. Ở đây nè, đây nè, đây nè, ở đây có luôn nè. Hên quá. Ui. Dám bắn Superman. Tên này. Bắn Superman, bắn lộn với Superman nè, các người sai rồi đó, đừng đùa với siêu nhân nha không. Này là siêu nhân núp đó, không giỡn đâu á. Rồi, mình đã có được 6 cái búa địa ngục rồi và cũng như là 4 cái khói cát linh hồn. Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà nhá. Hồi nãy mình đi đường nào ta?
Cái này là siêu nhân núp nha, nên nó ưa quên đường lắm luôn á. À, gát gát nè, gát cũng dám chống với siêu nhân núp nữa hả? Gát dám chống với siêu nhân núp, gát hơi bị liều đấy gát ơi. Mình sẽ gán phản lại cái quả cầu này lấy thành tựu luôn các bạn ơi. Đùa với siêu nhân. Ra đây đây. Bắn nè. Úi, bắn hụt rồi. Bắn nè, úi. Bắn luôn, không thèm. Không thèm phản luôn. Mệt quá. Và hình như không có nước mắt rồi. Hình như mình phản lại á thì nó mới dễ ra rơi ra nước mắt hơn các bạn ơi, chứ mình bắn á thì sẽ rất ít khi rơi ra nước mắt luôn á. Rồi và hình như đường về hình như bên đây. Đúng không? À đây nè. Đúng không? Ừ đúng rồi. Yay. Lần này mình nhớ đường về luôn, quá dữ luôn nha. Trời ơi. Mới thấy đi về mà không cần phải tự tử luôn á. Rồi và mình đã trở về nhà với những cái thứ cần thiết. Giờ mình sẽ bắt đầu cho búa địa ngục vào để nó tạo ra cái lọ thuốc vụng về á. Cái lọ thuốc vụng về giống như là thuốc thử vậy đó các bạn ơi. Có thuốc vụng về thì chúng ta mới có thể cho thêm nguyên liệu và tạo ra những cái lọ thuốc khác được. Và bây giờ quá trình nấu thuốc đang được diễn ra nè, nó cũng gần xong rồi. Sau khi xong á thì mình sẽ cho vào đây một ít đường, vì đường sẽ giúp chúng ta tạo ra thuốc tốc độ và thêm một lọ thuốc sức mạnh bằng cách cho bột quỷ lửa vào á. Bột quỷ lửa mình có trong đây luôn. Rồi giờ thì cho mấy cái nguyên liệu này vô nè. Đó, đường thì mình cần phải đỏ ra. Đây có đường nhá. Úi. Rớt à. Cầm cũng không xong nữa. Rồi cho đường vô. Giờ thì chờ đợi thôi nào. Sau khi thuốc sức mạnh vừa xong á thì mình sẽ cho vào đấy những cái bột bột đá phát sáng liền, vì bột đá phát sáng sẽ tăng cấp độ lên. Chuẩn bị nè. Ta-da! Đó, thuốc sức mạnh 3 phút nha. Và giờ thì tăng cấp độ nó lên nào. Và khi tăng cấp độ thì nó sẽ mất đi một ít cái lượng thời gian á, nhưng mà không sao hết á. Thì vì mình chỉ sử dụng nó trong việc chế tạo thôi chứ không có dùng để uống đâu, nên dù thời gian ngắn cái nào cũng được. Rồi, giờ thì cho bột đá phát sáng vào lọ thuốc tăng tốc nè. Nấu nhanh đi để người ta còn chế tạo nữa. Để giờ mình sẽ tham khảo công thức của bộ giáp của Hút luôn nha. Hút đây, cái nón thì không cần lọ thuốc nè. Áo thì cần thuốc sức mạnh, quần thì cần lọ thuốc tốc độ. Đó, đó chính là hai công thức cần lọ thuốc thôi. Đó, và thuốc tốc độ cũng đã xong, cũng như là thuốc sức mạnh. Giờ thì mình sẽ ngủ một giấc nè, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ dọn dẹp đồ và chuẩn bị cho việc chế tạo bộ giáp của khổng lồ xanh nha các bạn. Mình đã ngủ được một giấc cũng như là dọn dẹp lại đồ rồi, và bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chế tạo đồ của khổng lồ xanh nhá. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho vô đây trước. Nó cho vô vậy đó nó mới chịu đứng yên cơ. Và trong đây thì mình không có chế tạo nhanh được á, thế nên mình sẽ chế tạo theo cách thủ công thôi, theo công thức giống như vậy. Đó, vậy là mình đã được một cái đầu của hút rồi. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần áo của hút nha. Theo công thức là ý nhầm 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 nhầm. Để trên bàn chế tạo cho đỡ mất máu. Lọ thuốc sức mạnh ở phía dưới. Đó, vậy là mình đã được một cái áo của hút 6 múi luôn. Và kế tiếp nữa là cái quần của hút theo công thức giống như vậy. Nó chỉ là ý. Ô vẫn còn thiếu kìa. Mình còn thiếu, coi coi thiếu đây 1 2, vậy là cái này mình còn thiếu tới 6 khối nữa cơ. 6 khối hả ta? Để tạm thời á mình sẽ cất bộ giáp của hút ở trên đây đi, khi nào mà full bộ giáp á thì mình sẽ bắt đầu mặc vô nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại chỗ cũ coi coi có bỏ sót cái nào không để lấy, chứ mình dùng hết mấy cái minor cream trong cái sơ đồ rồi. Ý. Ơ sao quýnh mình? Dám quýnh Superman. Mất tiêu rồi. Không ra mình nhịn lắm rồi nha. Đó vậy còn kiếm chuyện quýnh mình nữa. Ok, giờ mình sẽ đi lại cái đường cũ á, coi coi có bỏ sót cái nào không, rồi mình sẽ khai thác và mang về nhá. Hồi nãy khúc kia mình đi hơi nhanh á, chắc chắn thế nào nó cũng bỏ sót cho coi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình có đủ những cái khói nhiễm phóng xạ nhá. Nhưng mình còn thiếu à, đây nè, trời ơi. Còn thiếu nữa một khói, đây, gì mới đủ. Rồi, vậy là mình đã có thể chế tạo được cái quần, ủa, cái ủng của hút và một cái khối thừa này mình sẽ cất vô đi. Sắp tới khi nào cần á thì mình sẽ lấy ra và sử dụng trong việc chế tạo tiếp nha. Và cuối cùng thì mình cũng đã full set đồ của hút rồi. Những cái khối không cần thiết thì mình sẽ cất vô trong đây đi. Trong thời gian giữa hai tập mình sẽ sắp xếp lại. Và bộ đồ Superman á thì mình đánh giá là cực phẩm luôn á, cực kỳ tốt luôn, cho mình những cái hiệu ứng vô cùng bá đạo nè và khả năng bay lượn. Còn riêng hút á thì mình chưa biết như thế nào, bây giờ thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm nè. Nón nè.
Ôi đội nón vô mình vẫn thấy cái phần tóc với cái mũ của mình kìa, nhìn téo ghê luôn á. Rồi tới tiếp theo là cái áo sáo múi nè. Đó, áo sáo múi của Hút nha. Quê coi ngực mình kìa. Wow, đây là bộ giáp của Hút mà. Quần thì nè. Ui, quần rất là giống cái đai ủng mình luôn á. Và cái giò. Xong. Vậy là mình đã full bộ giáp của Hút rồi. Và sau khi mặc full set đồ này thì mình được một vài hiệu ứng, chẳng hạn như là sức mạnh này, tốc độ, hồi phục, và thêm một khả năng nữa, đó chính là nhảy siêu xa. Đây chính là sức mạnh đặc trưng của Hút á. Rồi bây giờ mình sẽ thử một nhảy một phát tới cái cổng địa ngục cho bạn xem này. Mặc chớn xíu đi. Nhảy siêu xa. Ui không tới, xíu tới thôi. Nhưng mà nhìn sơ qua thì đây cũng là rất là tốt rồi. Giờ mình sẽ thử nhảy phát tới cái nhà mình coi tới không nha. Nhảy siêu xa. Ui. Nhảy một phát qua tít tới bên đây luôn. Quá dữ, nhảy siêu xa. Tuy không được bay á, nhưng mà với tốc độ này thì mình đánh giá cũng tạm ổn rồi, phục vụ trong việc khám phá cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà độ bền thì mình chưa test qua lần nào, để một xíu thì mình sẽ đi xuống thế giới kiến á, mình test thử nha. Giờ trời nó cũng đã tối rồi đó, nên chắc mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại thế giới kiến để đi khám phá nha các bạn. Mình đã ngủ thức dậy rồi đây, và ở tập trước á mình có farm thêm được một ít cái Big Hammer nè, và bây giờ chỉ còn thiếu đúng cái Green Gru này thôi. Chắc bây giờ mình sẽ trở lại thế giới kiến này. Đó, đây con kiến mà mình cần nè. Đi qua bên bển một phát. Đó, để chúng ta tiếp tục farm thêm những thứ cần thiết nhá. Lần này mình xuất hiện ở đâu đây? Ui, ở đây có con kiến luôn. Quay tuyệt vời, có cái để về rồi đó. Ê, à, mấy con sâu này. Đùa đùa với khổng lồ xanh hả? Đây đây, móc kiếm ra, không được, bước ra đây, bước ra đây. Đùa đùa. Ui. Mình vẫn one shot được mấy con này nè. Còn dùng dùng nè. Dùng đất khổng lồ. Ấy. Dùng đất khổng lồ. À. Hình như ăn trộm đồ hay sao ấy, đúng không? Mình mất hết một cây kiếm rồi. Ủa mình còn cây kiếm nữa đâu? Hình như mấy con này nó ăn trộm đồ được á các bạn ơi. Nguy hiểm cực luôn ý. Kìa nó trộm cái nón mình nữa kìa. Ui nguy hiểm nguy hiểm. Ủa cái kiếm mình đâu rồi? Chí không được đồ xịn mà còn mất đồ nữa là buồn lắm ấy. Ui chết rồi chết. À hình như gần cái lồng này nó hơi hơi nguy hiểm. Bây giờ mình cần phải tìm cái kiếm của mình lại cái đã. Chết rồi, bị ăn trộm trộm hết cái kiếm rồi. Bó tay luôn á. Để qua đây coi coi có con nào trộm được không. Mình xin lại với. Chứ chơi ăn trộm đồ là kỳ lắm luôn á. Kim cương mình không cần. Trời. Mất kiếm rồi. Không được đồ xịn mà còn mất thêm đồ nữa. Bó tay luôn. Thôi giờ mình sẽ vứt những thứ không cần thiết đi. Và mình nhặt thêm được một cái Worm Thoát nè. Cái răng của con dung hồi nãy á, dùng để làm cái phần thân kiếm. Ở tập trước á mình có bỏ sót một cái thanh kiếm của hoàng gia, thế nên bây giờ mình sẽ trèo lên trên và đi ngược xuống cái tầng thấp thấp ở phía dưới á để mình lấy nốt cái thanh kiếm đó nha. Để không thôi bà uổng lắm, tại vì mình không có đủ thời gian để xuống đây lấy á, với lại nhiều bướm lắm. Hy vọng rằng trong thời gian giữa hai tập thì nó đã despawn bớt để mình có thể xuống dưới và nhặt được. Hy vọng là despawn. Despawn nha, đừng có xuất hiện nữa nha. Ui, mấy món đồ nó để despawn hết nè, mấy con quái chắc nó cũng despawn rồi đó. Ủa đúng rồi nè. Ủa đúng rồi, đúng rồi. Hôm trước mình nhớ có một cái rương. Nói chung với cây cuốc á. Nè nè. Đây chính là thanh kiếm mình chưa kịp nhặt nè. 750 đam. Wow, và khi nhặt vào thì nó sẽ cho mình cái dòng không bị phá vỡ năm luôn. Quá là xịn. Rồi đã có thanh kiếm xịn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào bên trong, chẳng hạn như là kim cương, cái răng nè. Cục đất thì có thể không, cục đất thì chắc mình sẽ giữ lại, tại vì một xíu khi mà đi khám phá thì chắc mình sẽ mặc thử set đồ của khổng lồ xanh á để test sức mạnh luôn đi. Và thế giới này á lâu lâu nó giật lag một xíu vì nó phải load map liên tục, với lại có nhiều quái lắm luôn. Thế nên có gì các bạn thông cảm giúp mình nhá. Đây là con gì đấy? Vortex, à, đây là một trong những con mình cần thiết nè. Và nó có rơi ra đồ mình cần không? Có rơi không? À đây đây đây, con mắt nè, con mắt nè. Đây, đây chính là con mắt của Vortex.
Vậy có thêm một thứ nữa. Và đây là một cái trong công thức chế tạo cái phần thân kiếm cơ. Đó, rất là xịn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm những cái mầm cái vườn cây á, tại vì thông thường cái green rule là rơi ra từ mấy con quái vật cây thì phải. Có hình như bên đây có cái vườn cây thì phải nè, đúng không? Đi tới đằng kia là biết liền. Rồi giờ thì trải nghiệm sức mạnh của khổng lồ xanh thôi. Cất đồ Superman vô trong đi, lỡ mà ha gặp cái con sau nó cũng không ăn cướp được á. Rồi bay siêu nhanh. Ồ mà không được, đi từ từ thôi, mình sợ đi nhanh quá lót máu không kịp á, rồi nó bị lát các bạn có xem nữa. Con này là cây mía đường. Ồ Stinky nè, Stinky dễ thương cực luôn á. Không ăn thịt, mấy bé này không ăn thịt, không ăn trái cây luôn. Mình không biết cho ăn gì mới được. Rồi, úi. Ui, dễ thương nhưng mà sao đánh gắm dài thế? Bố tay luôn á. Còn đây là rồng. Úi. Đúng hả? Kỳ vậy. Dễ thương nhưng mà hơi 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 xấu tính nha, chơi chơi đánh gắm gì kỳ lắm luôn á. Ấy. Hết hồn. Tưởng đâu crash game không chứ. Rồi vào trên này, đó, đây điểm là con Trip Fit. Quýnh một phát đó, nó sẽ rơi ra quá trời green rule luôn. Đánh một con mà rơi ra quá trời những cái green rule này các bạn ơi. Ấy nữa ha. Ui, green rule nè. Rồi mình đã có những thứ mình cần rồi, không cần quá nhiều đâu, cần một cái thôi mà quýnh một con rơi ra cả đống. Bỏ tay được ra. Rồi vậy là mình đã đủ những thứ để có thể chế tạo cái phần tay cầm của thanh kiếm Big Bertha rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lông nhông ở dưới này coi coi có nhặt thêm những gì đặc biệt khác không nha các bạn. Để né mấy bé Stinky ra, tại vì chơi kỳ quá, chơi đánh đấm một hơi dài thiệt luôn á. Rồi hướng này coi coi có gì đặc biệt không nè. Ui, một ngôi đền thì phải. Phía trước kìa. Siêu, nhảy siêu xa. Nhảy siêu xa nè. Nhảy một phát lên trên luôn nha. Nhảy siêu xa. Ui không lên nổi. Mà không sao, dù sao thì áp sát được cái chỗ này rồi. Hình như bên trong này có mấy con ma thì phải, đúng không? Ủa đây là con gì đấy? Chưa đợi cho nó xuất hiện ra mới biết được các bạn ơi. À Molefit gì nè. Molefit. Có rơi ra. Ồ. Nó rơi ra một thứ dùng để chế tạo cái phần cán kiếm. À, được đó nha. Mấy hồn ma đi ra chỗ khác, đừng có hù nữa. Biết người ta sợ ma cứ xuất hiện hoài. Đi ra đừng xuất hiện. Này thì rớt xuống. Này thì rớt xuống. Có rơi thêm không? Được hai luôn, được hai cái Molenoid Snow luôn các bạn ơi. Quá dữ. Trong này thì có mấy chai kinh nghiệm. Chủ yếu là mấy loại kinh nghiệm là tốt rồi các bạn ơi. Còn mấy đồ vàng thì nó rất là bình thường. Còn mấy khối vàng nữa nè. Wow, khối vàng này lấy được nha. hết rồi. Chỉ có như đó thôi à. Thôi kệ, lấy như đây thôi, không lấy nhiều quá đâu. À, chỉ lấy như đó thôi nha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ trở lên trên. Tưởng đâu ngôi đền này có boss thứ dữ không chứ, ai dè chỉ có mấy cái con quái bình thường này thôi à. Giờ thì mình đã có thể quan sát được hầu hết mấy con quái á, trừ mấy con boss ra thôi. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi. Và hình như đằng kia là chỗ của mấy cái tên 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 cướp bụng bự thì phải, đúng không? À, cướp bụng bự hả? Nghe đồn các ngươi bán ngành ta tập trước đúng không nè? Rồi có ngon lại đây cướp đi, lại đây cướp đi. Cướp của ai vậy? Nghe đồn các ngươi cướp của ta mà, lại đây cướp 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 bụng bự nè, cướp bụng với cha bự. Cho ngươi nghỉ bụng bự quýnh cho ngươi ha, bụng nhỏ luôn. Rồi mình sẽ chờ một cái để mình ha quýnh mấy tên này tiếp cho ha, hả dạ mới được. Xuất hiện đi cái tên cướp bụng bự kia. Hôm trước rõ ràng cướp sạch bách mình luôn á, từ một người á, cực kỳ mạnh á, trở thành một người chân yếu tay mềm quỷ ăn hành sắp mặt ở dưới này. Hôm trước rõ ràng cướp sạch bách mình luôn á, từ một người á, cực kỳ mạnh á, trở thành một người chân yếu tay mềm quỷ ăn hành sắp mặt ở dưới này. Rồi cướp bụng bự nè, cho vừa cái tội nha. Không sau này gặp em hút ha, lọc hút là phải phải bỏ chạy nha, không không có dám hoành hành ở đây nữa đó. Rồi giờ mình sẽ lấy một vài món đồ trong này. Đây mình lấy được nè. Rồi hết thứ cần thiết rồi. Phá luôn chỗ này luôn. Này thì dám dám quậy phá nè. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi để coi coi có tòa tháp nào cạnh đây không nhá. Ủa con này mẹ này dám dám
dám quýnh mình nè, mình nhịn hơi bị nhiều rồi đó. Và nó đưa ra một cái Nightmare Scale, kệ lấy luôn. Lụm nè, và đây là chỗ nào đây? Vô khám phá. Ê, ui, ui chết rồi, ao ao ao. Ủa ai quýnh mình vậy? Ủa, Nightmare, mấy con Nightmare vô đây? Nightmare nè. Ui, nổ một phát. À, hôm trước mình gặp con Nightmare khổng lồ này nè. Hôm trước nghe đồn ngươi hù ta đúng không? Ngươi hù ai? Giờ mình đã mạnh hơn rồi, mình sẽ không sợ cái con Nightmare khổng lồ này đâu. Nó 1000 máu lần á. 1000 máu. 1000 máu. Ấy. 1000 máu nè, và một hit cuối cùng. Chầu Diêm Vương đi. Cái tội hù ma ai hả? Rồi, giờ mình đã có thể đánh bại được những con quái vật mà lúc trước mình không hề dám lại gần luôn á. Ui, đúng là thanh kiếm hoàng gia có khác nha. Giờ mình sẽ lại gần cái chỗ này coi. Cái này nhìn sơ qua giống phòng tập gym đi luôn á. Nó có mấy con robot nè. Robot hả? À, robot thì sẽ rơi ra cây súng. Rồi, mình đã nhận được hai cây súng. Và bây giờ mình sẽ trở ra thôi. Để hôm thôi mình không muốn mấy tên này tự phá nát nhà của mấy tên đó đâu. Bỏ tay luôn á. Và đây có một tòa tháp. Mấy tầng đây ta? 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, tòa tháp này có 5 tầng thôi hả? Dám quýnh hút nè, này dám quýnh hút hả? Ừ, và quên mất, hôm nay mình quên pha mấy cái con bò cạp á. Và bò cạp thì nó có ở dưới những cái tòa tháp giống như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ dùng trọng để chuyển nha. Bò cạp nè. Ủa, mấy con này khỏe cực luôn ấy, quýnh một hết không chết luôn kìa. Kiếm mình là kiếm của hoàng gia đó nha. Coi coi có rơi ra món đồ mình cần chưa. À, nó rơi ra kiếm ultimate gì kìa. Ui, ra kiếm ultimate luôn. Nhặt về liền. Ngại gì mà không nhặt. À, và có cái... Mình nhớ cái con Scorpio. Nè. Cái vải con Scorpio nè. Đó, đúng rồi. Mình đã có được hai cái và đã đủ để trong công thức rồi. Thế nên bây giờ mình sẽ không tiếp tục ở đây farm nha. Và đi chỗ khác để khám phá thôi. Tránh trường hợp hư giáp các kiểu nữa. Ổn lắm. Rồi, đi tiếp thôi nào. Ui. Ui, chết rồi. Con sâu ăn cắp cây kiếm mình rồi. Trả kim. Trả kim. Ui, ăn cắp trả đi. Có đúng một cây kiếm. Cây kiếm mình kìa. Mình thấy kiếm mình rồi. Trả kim. Ui, chưa được. À, kiếm của mình. Ôi. À, có kiếm rồi. Ok, mình mất cái kia cũng được, nhưng mà mình không thể nào mất cái kiếm. Kiếm hoàng gia này cực kỳ hiếm luôn á. Ờ, trời ơi, mấy con khống kiếp kia thiệt tình á, chơi kỳ cục hà. Phía trên kia còn có cái gì nữa kìa. Để bây giờ mình sẽ... Ủa, cái nón đâu? Cái nón của tôi. Giờ sao giờ mất cái nón của cô hút rồi. Trở lại, đòi lại thôi. Trả đồ mấy anh ơi. Chơi ăn cắp gì là không vui đâu á. Hết gặp mấy tên cướp bụng bự, gặp mấy con sâu kỳ cục này nữa. Mấy con dung chứ nhầm. Chắc mình gọi sai tên nên nó ăn cắp đồ mình á. Ok, bây giờ mình sẽ lại gọi đúng tên và đánh bại hết mấy con đó để lấy lại đồ nha. Đâu rồi? Cái tòa tháp đâu rồi? Ủa? Hình như mình đi hơi sai thì phải. Ở đây mới đúng. Hay là bây giờ mình mặc đồ của Superman đi, chứ giờ đồ kia mình không đủ để chiến đấu rồi. Đây, mặc đồ Superman đỡ nha. Áo Superman, quần Superman và ủng Superman. Rồi, trả lại đồ đi chứ. Tử thần vận động nào mấy anh bạn. Đâu rồi, dùng đâu rồi. Ê, con này mẹ. Ê, định quýnh hội đồng Superman à. Dám chống với Superman. Rồi, giờ mình sẽ trở lại cái chỗ của mấy con dùng nha. Mất hết cái nón con hút rồi. Không biết có còn ở đây không nữa. Coi, ăn cắp đồ đâu trả đi trời. Phải đứng giữ khoảng cách như vậy nè các bạn ơi, không thôi nó quýnh chúng á là nó lại ăn cắp đồ nữa. Trả đồ liền. Rồi giờ tìm đồ các bạn ơi. Hút đồ của hút đâu ta. Ui thì tình gặp mấy con sâu khốn kiếp. Ủa mấy con dùng khốn kiếp. Nói xài mà hỏi ăn cắp đồ nữa thì mệt lắm á. Dùng khốn kiếp. Con này nhỏ xíu mà đòi quýnh ai. Rồi, nón con hút đâu trả cho ta đi. Ta cần cái nón con hút. Ui đừng nói mất nón hút nha. Buồn lắm ấy. Mình có đúng cái nón xịn thôi à.
Có chưa? Vẫn chưa có các bạn ơi. Con nào lấy đi trả cho người ta đi trời. Người ta đi ngang thôi chứ người ta đâu có cố ý xâm nhập cái tòa tháp các ngươi đâu. Trả đồ. Mất thiệt rồi. Mất nón hút thiệt rồi. Ý. Hình quá, không ăn trộm đồ. Ý. Thôi, chưa ăn trộm kịp. Tìm lẻ các ngươi, không hồi đồ mình nó despawn là mệt mỏi trong người nữa. Đừng có mất nha. Ui đồ ra nhiều quá, mà toàn đồ ghét không à. Nón hút của ta đâu. Mất thiệt rồi. Mấy con kia trả đi. Đúng buồn luôn á, mới chế tạo trải nghiệm chưa gì hết là bị ăn trộm rồi. Cái con kỳ cục này thiệt tình luôn. Ôi, sau này tao không gọi sai tên các ngươi nữa mà. Con nào ăn cắp đồ thì ra để tao quýnh phép tao lấy lại đồ đi. Ui đây nhiều đồ quá, mình không biết món nào của mình luôn ấy. Thôi xong rồi. Toan rồi các bạn ơi. Hôm nay là toan rồi đó. Không thấy cái nó ngút ở đâu luôn á. Ui đúng buồn luôn. Ok chắc bây giờ mình sẽ đứng đây ngồi coi có tạo được cái con mà nó lấy cái nón hút của mình không nhá. Rồi mình sẽ trở về nhà nha các bạn, chứ thế giới này sợ mất đồ quá. Mới có một ít đồ xịn thôi á mà đã để bị ăn cắp rồi. Mất thiệt rồi. Đã không lấy lại được cái nón hút mà còn mất thêm cây kiếm nightmare nữa. May mà mình còn đòi lại được cây kiếm này mới bị ăn cắp nữa. Thôi giỏi rồi. Không ở thế giới này nữa. Cái con kiến này thiệt là kỳ cục. Về nhà. Buồn thiệt sự luôn. Giờ hút thì cứ... Giờ còn có đúng áo quần với cái giò. Ủa cái ủng mà mất tiêu cái đầu của hút rồi. Mình không biết nói gì với con sâu đó luôn á. Ủa con dung chứ nhầm. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã tạo ra được một cái máy tính chuyên để chế tạo bộ giáp của Hút nè. Mà không biết ngoài cái bộ giáp của Hút á, thì cái máy đó còn chế tạo được bộ giáp gì không? Để từ từ mình sẽ tìm hiểu thêm. Và mình có trồng một cái cây từ cái táo mà mình mang về ở thế giới kiến á. Cái cây này có thể nói là cực kỳ to luôn. Sắp tới mình sẽ cố gắng thắp sáng và dọn đồ lên đó ở nha. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm những cái con boss mạnh hơn để trải nghiệm cùng với sức mạnh của những bộ giáp siêu nôn này. Và tốt nhất là nên chế tạo lại cái nón ngút thôi chứ nó bị ăn cắp mất tiêu rồi. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.